nhằm tiếp sức, đồng hành cùng các em thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại điểm thi trường Trung học phổ thông Song Phú, huyện Tam Bình. Các thầy cô cùng các tình nguyện viên đã tổ chức nấu hơn 800 suất cơm trưa dành tặng các em trong hai ngày thi 27 và 28 tháng 6. Không khí rộn ràng vui vẻ này là nơi nấu hàng trăm suất cơm cho các bạn thí sinh. Tham gia nấu ăn trong 2 ngày có hơn 20 người chia nhau thực hiện các công đoạn. Người nấu cơm, người phụ trách món ăn, nước chấm, rau cải. Tuy đông nhưng được tổ chức và thực hiện gọn gàng, nhanh chóng. Các món ăn được thay đổi để học sinh ăn ngon miệng như ngày đầu. Món chính gồm thịt nướng, chả thịt trứng hấp. Ngày sau là món thịt heo kho tép. Được biết, người khởi xướng và tự bỏ toàn bộ kinh phí là từ thầy Đặng Minh Tấn, giáo viên lịch sử trường Trung học phổ thông Song Phú, huyện Tam Bình. Theo chia sẻ, trước đây khi thấy nhiều học trò xa nhà, vội vàng ăn uống và ôn lại bài chuẩn bị cho buổi chiều, nên thầy đã vận động gia đình nấu ăn cho các học trò của mình. Công việc được lan tỏa, các thầy cô và học sinh của trường cùng bạn bè hàng xóm thấy vậy cũng tự nguyện giúp sức. Vậy là bếp ăn đỏ lửa và duy trì hơn 10 năm vào mỗi dịp thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhiều giáo viên tham gia cho biết, trừ khi bận gác thi mới không tham gia, còn lại là ưu tiên việc này nhất. Bởi đây là việc làm rất có ý nghĩa, hỗ trợ thiết thực cho thí sinh. Còn các bạn tình nguyện viên là học sinh lớp 11 của trường, hay những em sinh viên đại học cũng mong muốn giúp sức. Đặc biệt, những bạn bè hàng xóm dù thức thâu đêm nấu ăn vất vả, nhưng ai cũng nhiệt tình, vẻ mặt tươi vui. Để có được suất ăn ngon, an toàn như thế này, thì các thành viên trong nhóm đã chuẩn bị nguyên vật liệu tươi và nấu ăn từ rất sớm. Như để món chả thịt trứng hấp thơm ngon này, thì người đầu bếp phải thức từ 1 giờ sáng để thực hiện. Món sườn nướng xem đơn giản nhưng cần sự giúp sức của nhiều thầy trò mới hoàn thành kịp thời gian. Khoảng 8 giờ, các món ăn đã được hoàn thành và bắt đầu vô hộp. Đây cũng là lúc các cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm của huyện Tam Bình đến kiểm tra và lấy mẫu. Cơm được xe từ thiện chở đến điểm thi chỉ khi các bạn vừa tan trường. Các bạn tình nguyện viên cùng thầy cô nhanh chóng phân phát cho các bạn. Các suất cơm được phân theo lớp nên các giáo viên chủ nhiệm sẽ nhận và phân phát lại cho các thí sinh một cách nhanh chóng và đầy đủ theo số đăng ký trước đó. Phần cơm nóng có đầy đủ các món ăn thơm ngon được các bạn dí như ngoài tiệm đã được các thí sinh đón nhận nồng nhiệt. Có một số bạn dùng ngay để kịp chuẩn bị cho phần thi buổi chiều. Cũng là nhiều năm cứ mỗi đến mùa thi thì cũng muốn đồng hành với các em, cũng như muốn tiếp sức cho các em một cái sức lực, một cái niềm tin để cho các em có một cái động lực để mấy em vô phòng thi làm bài tốt. Trong thời gian tới thì nếu có thể trong điều kiện khả năng có thì vẫn tiếp tục duy trì cái bếp ăn này để tạo cho các em có một cái điều kiện tốt nhất, mấy em hoàn thành nhiệm vụ của lớp 12 để mà các em thi tốt. Không phân biệt học sinh giàu, nghèo, nhà xa hay gần, hãy ai đăng ký thì đều được hoan nghênh, đáp ứng đầy đủ. Bởi theo thầy Tấn, đây là phần cơm gửi gắm tinh thần, tình yêu thương của thầy cô, của trường để tiếp thêm động lực, niềm tin cho các em thí sinh bước vào kỳ thi quan trọng của mình.